Cách tạo dáng khi chụp ảnh cưới trong phòng. Thứ nhất, chuyện trò gần gũi. Cách tạo dáng đơn giản và dễ dàng nhất cho các cặp đôi đó là cùng nhau đọc sách, chuyện trò tự nhiên. Thứ hai, những khoảnh khắc vui nhộn. Để album ảnh cưới trở nên sinh động và đa dạng, các cặp đôi có thể tạo những hành động ngộ nghĩnh, những trò đùa vui vẻ giữa hai người. Thứ ba, chụp ảnh cưới trong bếp. Ngoài ra, các cặp đôi chụp những bức ảnh cảnh hai người cùng nhau nấu nướng, cùng nhau uống trà hay dùng bữa bên nhau. Đây cũng sẽ là những hành động đẹp, lãng mạn, dễ dàng thể hiện tình cảm của hai người. Bên cạnh những gợi ý trên, các bạn cũng có thể chụp ảnh cưới cùng những thú cưng, những khoảnh khắc lãng mạn khi ở nhà cùng nhau.